Sau đây là kết quả xổ số Huế thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 7, 4. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 3, 9, 8. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 1867, 4767, 7682. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 5565. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 43265, 94963, 19097, 57523, 46462, 19539, 95685. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 30552, 71043. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 47849. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 58304. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 8, 5, 5, 4, 5, 3. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 8, 5, 5, 4, 5, 3.